nhà nha, cả nhà khỏe không? Em không khỏe cả nhà ơi, bệnh quá, mình vẫn đi chơi. Này cả gia đình đi qua đảo nha, qua đảo đi câu cá, đi bắt nhồi voi. Và hiện giờ đang ở trên phà, mới vừa lên được tới phà. Đây, đây là cái tour đậu xe của phà. Xe ở đây thôi mà mình phải bỏ xe ở đây chứ không được ngồi trong xe. Sau đó sẽ đi lên lầu có cái tầng của hành khách ngồi trên đó. Và thời gian phà chạy sẽ là 2 tiếng đồng hồ để tới bên đảo. Và khi tới đảo rồi thì chúng ta sẽ đi thêm một tiếng rưỡi nữa mới tới nơi. Lên trên lầu, lầu có chỗ ngắm cảnh. Lên tới phà chạy rồi nha cả nhà. Đây chạy rất là đúng giờ. Đúng giờ là chạy khởi hành liền. Nắng. Thời gian trước rồi.
ra dưới và trên. Thank you.
nhiều không? Nhiều không? Ốc. Ông đang quay phim. Anh ơi, ốc ơi.
luôn. Rác to luôn, bịch trong đó là mấy con nhum, con chôm chôm. Bóc bóc ra con ơi. Quá, ổn quá, ổn. Wow, thấy không? Con chôm chôm này. Con số con nhum nè, nhỏ nè. Bây giờ chụp hình cái coi, vô lên, vô lên. Bánh thế nào, bánh thua. Nháo nhào lên về cái con này, gọi là con tôm hùm đất. Đây, đang đi cho mấy đứa nhỏ bắt mấy con này. Doesn't matter how you try. Watch your hands of time match and see.
Change today.